một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Thưa quý vị, thường thường trên thế giới Một tòa đại sứ hay một tổng lãnh sự của một quốc gia nào đó Được, tôi dùng cái danh từ mới hoặc và đóng hoặc là được Những người sắc dân khác của các quốc gia khác Mà họ biểu tình Hoặc là họ nhóm họp lại để gửi thỉnh nguyện thư thì điều đó nói lên rằng vị thế của quốc gia đó mạnh có uy tín với thế giới tuy nhiên mỗi một lần mà có những cái biểu tình phản đối đó thì nó cũng nói lên những cái sự phiền hà hoặc là những áp lực của những người dân của các sắc dân khác lên trên quốc gia đó câu chuyện của việt nam thưa quý vị khi việt nam đắc cử lại làm chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho nhiệm kỳ năm 2021-2022. Năm Thì vào ngày 6 tháng 4 năm 2021, khoảng chừng năm 70 người, người Myanmar ở tại Nhật đã tổ chức một cuộc họp nó gọi không phải là một cuộc biểu tình nữa thưa quý vị nó là một cuộc họp thôi nó cuộc một cuộc tụ tập khoảng năm bảy người trước đại sứ quán của Việt Nam ở Nhật để có những cái yêu cầu đối với Việt Nam. Họ yêu cầu Việt Nam là với tư cách chủ tịch hội đồng bảo an Liên hợp quốc là phải tìm cách cấm vận lên trên quân đội Myanmar. Và thứ hai nữa là họ muốn Việt Nam có một hành động nào đó mạnh mẽ hơn với quân đội Myanmar yêu cầu người Việt Nam giúp đỡ cho người dân Myanmar để khỏi bị những cái cảnh mà khi mà họ biểu tình thì bị quân đội bắn cái này nó cũng làm cho Việt Nam ở trong một cái tình thế rất khó xử thưa quý vị khó xử thứ nhất là trước đây khi Việt Nam đem quân qua để mà giúp một quốc gia láng giềng thoát khỏi nạn diệt chủng của Pol Pot năm 1978 và cũng như là để giúp một số người dân Việt Nam khỏi bị cái cảnh cáp ruồng của quân Khmer Đỏ. Thì lúc ấy, trong thời gian đó, Myanmar là trong thể chế quân phiệt, thưa quý vị, thì họ lại cùng đứng với một khoảng chừng một trăm mấy chục quốc gia. Rồi họ nói là họ lên án Việt Nam là xâm lăng. Đó là bài bản của nhiều quốc gia cho tới ngày hôm nay vẫn còn. Thí dụ như quý vị đã thấy năm kia đó là Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore đã nói rằng là Việt Nam sang xâm lăng Campuchia. Thế Việt Nam học cái bài học đó cũng rất là đau đớn là mình giúp một quốc gia láng giềng mà bị mang tiếng là xâm lăng Bây giờ nếu mà Việt Nam giúp một quốc gia như Myanmar trong khối ASEAN thì Việt Nam vi phạm nguyên tắc là không xen vào nội bộ, không xen vào nội bộ chính trị của bất kỳ một quốc gia thành viên nào của khối ASEAN. Myanmar là một trong những thành viên của khối ASEAN. Và bây giờ đó Việt Nam mà xen vào đó thì là mang tiếng nên cái đó rất là phiền hà cho việt nam vì bài học đã từng xảy ra đối với quốc gia campuchia thứ hai đó là đứng cho cương vị của hội đồng bảo an liên hợp quốc chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc thì việt nam không phải chỉ là đứng hẳn về một phía được mà việt nam phải mềm dẻo để mà phối hợp Phối hợp không phải chỉ một quốc gia như như Myanmar, mà phối hợp với nhiều góc độ, trong đó có cả Thái Lan, trong đó có, đó có cả Ấn Độ, trong đó có cả Trung Quốc, trong đó có cả nước Nga. Thì đương nhiên đối đối lại đó của Myanmar đó thì là Myanmar nghĩ rằng là cái gì muốn cầu cứu Mỹ, cầu cứu Việt Nam trong một cái vai trò cái vị thế uy tín của chính trường quốc tế là chủ tịch hội đồng bảo an. Nhưng Việt Nam không thể nào vì một số người đó mà bỏ đi cái quyền lợi chung của nhiều quốc gia chứ không phải là một mình Myanmar và tạo một cái sự đối thoại hài hòa. Biết rằng giai đoạn này quân phiệt miến có những hành động khá nặng tay trên những người biểu tình. Nhất là những người biểu tình bạo loạn họ bắn không không nương tay thưa quý vị, đối với những người bảo, biểu tình bạo loạn là họ bắn không nương tay. Nên Việt Nam á không muốn cái cảnh mà Myanmar sẽ trở thành tan nát giống như là Syria được. Với cái cương vị chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam phải phối hợp với tất cả các thế lực giống như nước Nga nói, nếu mà tiếp tục mà gọi là can thiệp vào nội trị của myanmar thì nước nga e ngại myanmar sẽ trở thành một quốc gia bị xung đột nội chiến tan nát nếu mà cứ làm áp lực sang sân á tức là làm áp lực là cấm vận này nọ đó thì nước nga đã từng tuyên bố là sợ rằng myanmar đi vào trong nội chiến y như Syria sẽ tăng cái tốc nội chiến đó. Bây giờ là cái việc nội chiến nó đang có cái tiềm năng nhưng mà nó chưa bộc phát mạnh. Nhưng nếu mà cấm vận á, thì nó sẽ bộc phát rất mạnh. Nên Việt Nam phải suy nghĩ với cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải suy nghĩ cái hậu quả đó nữa. Đó là cái thế thứ hai. Việt Nam cần phải suy nghĩ. Cái thế thứ ba đó là Việt Nam cũng phải tự lo cho Việt Nam. Nếu Việt Nam mà tạo một cái tiền lệ xen vào nội trị của nước Myanmar thì trong tương lai lỡ có chuyện gì đó đối với vấn đề Việt Nam thì có những người sẽ kêu gọi những quốc gia như Trung Quốc hay là nước Mỹ yêu cầu xen vào nội trị của Việt Nam thì cũng gây sự bất ổn, mất an ninh cho Việt Nam. Nên Việt Nam không dạy gì tạo một cái tiền lệ xen vào nội trị của một quốc gia khác nó là điểm thứ ba điểm thứ tư đó trực tiếp luôn Việt Nam hiện giờ đang có những đối tác ở tại Myanmar thí dụ như là công ty Intel của Việt Nam nếu Việt Nam không khéo á thì ngoài cái việc mà người dân Myanmar đã từng biểu tình đốt đốt uh, nó không đốt cháy hết nhưng mà cũng là phá hoại cơ sở Intel của Việt Nam ở bên Myanmar thì ngoài cái việc đó ra đó thì không khéo quân việt hoặc là những người cầm quyền đó, họ sẽ hủy bỏ tất cả những cái hợp đồng gì đó đối với intel hoặc là những cơ sở của việt nam hiện nay đó ở tại myanmar có một cộng đồng của người việt nam ở tại nơi đó và nếu mà việt nam ứng xử không khéo thì những người việt ở tại myanmar sẽ bị thiệt thòi sẽ bị đàn áp và họ nghi ngờ là những người việt là sẽ giúp cho những cái việc mà phiến loạn thì không có tốt cho người việt nam thưa quý vị đó là điểm thứ tư nên nhìn qua bốn điểm đó đó thì chúng ta rất thông cảm cho những người myanmar biểu tình trước đại sứ quán việt nam ở tại nhật nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là họ không có cái góc nhìn giống như chúng ta. Thương cảm, thương cảm thôi, thương thương cho họ, không có nghĩa là chúng ta đồng cảm, hai cái nó khác nhau. Thương cảm cho những cái sự khó khăn của họ, nhưng chúng ta không đồng cảm, không đồng cảm hay được là vì ít nhất là bốn cái yếu tố. Bốn cái điểm vừa rồi tôi mới nêu lên. Khó cho Việt Nam vô cùng. Cách hay nhất và Việt Nam đang ngồi trong vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam phối hợp làm sao để cho quân Việt Miến ngồi xuống nói chuyện với các lực lượng đối lập. Trong cái cuộc biểu tình ở tại, dùng cái danh từ chữ biểu tình không đúng, trong cái cuộc tụ họp, dùng cái danh từ là kiến nghị đó, thì đúng hơn. Thì những người Myanmar kiến nghị là Việt Nam với chủ tịch, với cương vị là chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nên công nhận chính phủ lưu vong ở tại in ở tại Ấn Độ chính phủ lưu vong là CBHR của họ là ở tại Ấn Độ chứ không được công nhận chính phủ quân Việt miên người dân Myanmar ở nơi đó là họ nhìn cái đó là vì vấn đề lý tưởng của họ nhưng mà họ quên đi họ hay hay thích hay thích đồng hóa lý tưởng của họ với những cái quyền lợi của những quốc gia khác tôi nói thí dụ như là nước anh là một cường quốc nhưng mà khi mà myanmar chế độ quân phiệt gửi cái công thư đến nước anh nói rằng là ông đại sứ dưới cái sự bổ nhiệm của liên minh dân chủ không còn nữa hãy đưa người phó lên. thì nước Anh họ công nhận liền. và khi mà bên phía của đoàn đại sứ Myanmar tống cổ ông cựu đại sứ đi thì nước Anh cũng không can thiệp. ông đại cựu đại sứ đó phải đi lang thang đi kiếm khách sạn mà ở. một cường quốc như nước Anh ở xa xôi mà cũng phải lo bảo vệ quyền lợi của nước Anh. thì huống chi là Việt Nam, Việt Nam không dạy gì để biến chế độ quân phiệt của Myanmar thành kẻ thù của Việt Nam. Mà người dân á, và những người đi biểu tình đó, đó thì họ mong cái điều đó thôi quý vị. Họ mong điều đó nhưng mà không được thôi quý vị. Như tôi đã nói rằng là cái bài học của Campuchia năm 1978 đã rất đau đớn cho Việt Nam rồi. Nên không thể được như thế. Nên là cái vì cái kiến nghị đó, đó là cái điểm kiến nghị đó đó, Tôi nghĩ rằng nó không thực tế cho họ. Và như tôi đã nói là giàu rằng chúng ta thương cảm họ vì có những sự rất là đau khổ cho dân Myanmar bây giờ. Nhưng chúng ta không thể đồng cảm với họ được. Để rồi đồng hóa những cái yêu sách của họ trở thành một cái gì đó mà chúng ta phải mang cái trách nhiệm. Mà trách nhiệm đó, như tôi đã nói là bốn cái điểm trước. Nhất là cái thời kỳ mà chúng ta cứu dân tộc Campuchia khỏi ách diệt chủng của quân nên không thể được thưa quý vị. Thưa quý vị đó là thông tin và góc nhìn của tôi về vấn đề Myanmar, những người dân Myanmar biểu tình trước đại sứ quán của Việt Nam ở tại Nhật Bản vào ngày 6 tháng 4 năm 2021. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi với tôi và hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.